chia tay đi, đừng có lằng nhằng nữa. Em mà bỏ anh sẽ chết cho em xem. Khoảnh khắc tình cờ. Đây là sếp mới của chúng ta đó. Phải chăng là định mệnh? Chị chú là con bắt cá hai tay một cách trắng trợn. Đám cưới vẫn phải tiến hành. Ba. Thành Minh. Thật tiếc cho ba năm qua ở bên cạnh một kẻ hèn hạ như anh. Con đường tình đâu chỉ có hoa hồng. Đón xem Anh Yêu Em Được Bao Lâu lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên YouTube.